Cái này đàn này chú úm bằng cái gì hả chú Khoát? Thuốc úm chú úm bằng cái gì ạ? Thuốc úm của công ty các anh đưa. À. Đấy. Cái Hòa nó biết. Thuốc úm đâu nhỉ? Ở đây đây. Chú cũng dùng Clotop đấy không? Clotop với cả Bestonic này. Vẫn cơ ấy đấy. Nó gà đẹp, gà trắng đẹp. Đấy, đàn này dùng Clotop. Mai nó đẹp lắm. Đấy, Clotop và Bestonic. Đây quý vị nhá. Một gói này dùng cho 5 tấn gà. Đấy. À đây, cái Bestonic nó sẽ có cái Bestonic này là vừa chứa kháng thể IgG, đấy màu đen như này. Giải độc gan. Nó vừa giải độc gan vừa chứa kháng thể để giúp cho con gà có cái hệ miễn dịch tốt này. Đấy, vừa chứa beta glucan. Đấy, và vừa chứa axit hữu cơ để phòng đường tiêu hóa cho con gà. Và với đàn này thì chú Khoát sẽ dùng thêm cả cái Covisuit này. Cái Covisuit này nó có tác dụng là phòng chống Ecoli có màng. Ecoli có màng với gà thả vườn là rất là đáng sợ luôn. Đấy thì cái Covisuit nó sẽ có cái màu xanh dương này quý vị nhé, màu xanh ở xanh nước biển này. Đấy, rất đặc trưng luôn của màu của axit hữu cơ. Axit hữu cơ. Vâng, đấy, tuyệt vời. Chú dùng axit hữu cơ rồi chú thấy thế nào? Ổn. Vâng. Ổn. Ông nuôi 4 18 ngày rồi mới hỏng 20 con, không đến 20 con. Đàn này dùng cái cặp đôi Clotop với cả Bestonic là uống mà thấy phân khô không chú? Phân khô đấy gì? Phân đây gì? Phân khô nhỉ? Vâng. Phân khô. Mấy hôm vừa rồi là trời nồm là hết nồm lâu chưa chú? Không, nói chung là nó hết lâu rồi. Vâng. Nó cũng chả ấy, nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Mình bạt biết bạt mình quăng kín thế này mà nồm ấy. Hôm nào hết đồm chú nhé, trời nó quang là chú ban ngày chú thả cho cháu cái phía trên ra. À cái có. Vâng, thả ra để cho cái khí amoniac nó thoát ra ngoài. Đấy mà khí amoniac mà nó bí quá nó không gà nó hít phải nó dễ hen đấy. Không, cái hen thì là tôi hạn chế cái rồi tôi. Còn chú chăn là kỹ thuật chú tuyệt vời rồi. Vâng. Cái cách bố trí ăn uống cũng rất là hài hòa. Đấy, san kẽ này. San kẽ. Không bị cám, không bị lãng phí này. Đấy, rồi nước uống là cũng không bị đổ ra sàn này. Bình thường nếu mà người ta hay để ở dưới là nước uống nó sẽ bị đổ ra xung quanh này, đúng không? Đấy. Khi nước uống đổ xung quanh này là gà rất dễ bị dính thương hàn. Đấy, nếu mà xung quanh chỗ này chú là thiết kế cái vị trí để mà ăn uống rất là hợp lý nhỉ. Ai đó đầu tư cắt ghế ấy cho từng đấy chưa ở đâu. Chú là giày công ấy, giày công chăm sóc đấy nhỉ. Đấy, nó không bỏ ra không đáng bao tiền mà lại tiện. Sáng tạo đấy. Đây là chú Khoát là dùng cái ghế này cắt chân đi để cho độ ngắn thế này, sau đó là chú sẽ để cái máng uống như này. Đấy, máng uống lên trên như này đúng không chú? Đấy, để cho gà nó với lại, gà nó với và nó uống và nó khi gà nó với là vừa đủ hạn chế ướt xung quanh. Đấy, hạn chế chấu xung quanh. Uống cái nước phân của nó. Nếu mà chấu vào thì lại uống phải nước phân của nó. Nước phân của nó. Và gà rất dễ nhiễm bệnh về đường tiêu hóa. Đấy. Không, như thế là vừa đẹp đấy, như thế là uống vừa đẹp. Vừa đẹp hả? Không, nó kiểu nó đang sợ, còn đứng thì nó uống cái đây gì. Đàn này là 4.000 nhỉ? 4.000 đấy. 4.000. Bây giờ thất thoát với khoảng 20 con. Vâng, thử cân thủ chứ 1-2 con chú nhỉ? Cân thì ở đây cho túi. Cho túi. Ừ, túi. Vâng. Thì gần 2 cân rồi. 1 cân 8. Cân 8 chia cho 5. Thì 35, 15, hơn 3 lạng. Hơn 3 lạng rồi này. Vâng, hơn 3 lạng. 18 ngày. Gần 4 lạng. Gần 4 lạng. Đấy. 3 lạng 6 này. Đấy. Đấy. Gần 4 lạng, 18 ngày. 18 ngày, gần 4 lạng một con nữa. 44, 16. Cám này vẫn là chăn cùng loại cám ở mấy cả hai chuồng kia hả chú? Vẫn là hết. Vâng. Thế là tổng 7.500 đúng không nhà chú? Là bây giờ đang 7.500, 7.500 gà, 3 chuồng. 3 chuồng. Gần với gà thả vườn mà gà màu. Chúng ta sẽ có bố trí những cái cây bóng mát này, ánh sáng để chúng ta bóng mát vừa phải. Vừa phải là làm sao gà nó có thể trú nắng lúc trời nhiệt độ nắng cao quá. Nhưng mà điều kiện mà bóng mát đối với những gà màu thả vườn ấy, chúng ta làm sao là cái tán lá là phải vừa phải như này. Đấy, như cái trang trại này chúng ta đang nhìn thấy là của chú Khoát này là bố trí cái cây cối là rất là phù hợp này. Ánh sáng, ánh mát, tán lá là vừa phải. Đấy, nếu mà những cái cây cối nó rậm rạp quá ấy, nó che hết ánh nắng xuống dưới gốc cây ấy, thì gà rất dễ bị ốm nắng. Ốm nắng là gà sẽ phát mã sẽ kém. Đó. Thì cái trang trại bố trí về cái cây cối bóng mát cho con gà rất là hợp lý này. Mình đàn nhà chú này nuôi theo quy trình cúm sinh học của công ty ấy, nó hết ít kháng sinh ấy. Thì cứ đúng theo bài thì đến gà đến tuần tuổi mà nó đang phát khung ấy, phát lông phát khung ấy, chứ dùng thêm cái thuốc tăng khung phát lông nữa. Canxi gì? Canxi có rồi gì? Cái lá tôi bung lông á? Bung lông có cái gì không? Uống cái gì? Dùng cái các bạn uống xong rồi đúng không? Đấy. Cái kia cũng đang uống bung lông vâng, rồi. Vâng, mà cái này uống cốm rồi, sâm rồi. Cái này cũng cốm sâm uống rồi. Uống vâng. Uống 50 ngày cần cái kia là uống rồi. Vâng. Gà con kia uống rồi. Đấy. Canxi uống. Thế nào mà đạt không tốt nhỉ? Đó. Nó lại vào giữa mùng 1 Tết. À, đàn này bị hôm mùng 1 Tết đấy. Đấy. Vâng. Nên các công ty thuốc nghỉ Tết. Vâng. Chứ không thì cũng không chết bao nhiêu đâu. Vâng. Tháng năm không nghỉ Tết nữa. Về quê. Tháng năm mà làm thông luôn, không nghỉ Tết nữa. Tháng năm đề nghị là không ăn Tết nữa. Đợt này hôm Tết đấy là bị cà chùm kia là chết hao bao nhiêu? Mất mấy chục con. 100 chục con. Ừ. Đúng mùng 1 Tết. Hai đứa mấy ngày này còn mưa gió nữa. Mưa gió. Đấy, đàn giữ được không hen hôm nọ thợ đó đến và giữ được không hen là thành công lắm rồi. Đỉnh đấy, vâng. Đàn gà chú giữ không hen là quá đỉnh luôn đấy. Trước là chú cũng phải tiêm nhỉ, những đàn. Trước kia làm thú y dưới kia là các anh ấy đi lòng vòng á, anh không đi thẳng. Lòng vòng. Tức là trước khi là chưa lấy thuốc của công ty, những đàn trước đã chú lấy thuốc là bị phải dùng nhiều kháng sinh đúng không chú? Kháng sinh nhiều, thuốc nhiều, bổ trợ nhiều. Vâng. Nó hen không đi cho uống cái long đờm thì khỏi nào được. Vâng. Đúng không? Vâng. Nếu mà là... anh bảo chị thẳng luôn, anh tiêm luôn thẳng hen cái thì chị vâng, luôn. Vâng, mà sau anh đi giỏ IB tới vào 75 ngày rồi. Nhỏ IB đi lúc bán thì cái là nó vây nổi miễn dịch thì bán mẹ đi thì còn gì. Vâng. Cái chả đi vòng người thế nào. Dạ vâng. Đấy, đây là thú y là cái tư vấn là quan trọng lắm chú ạ. À, không vâng. Cái nữa mình hôm tôi bảo là các anh phải trị luôn đi. Vâng. Các anh hôm nay đi vào cho uống cái long đờm. Vâng. Long đờm xong thì không bắt đầu các anh đi nhỏ ILT đúng không, cái hen đấy. Vâng. Cái nhỏ xong bắt khiêng cái bàn ăn ra đấy to quá rồi, nó 2,5 cân to quá đặt lên cái bàn ăn ấy rồi cái nhỏ. Vâng. Nhỏ xong rồi cuối cùng có khỏi đâu. Vâng. Bởi vì nó phải một tuần sau nó lên miễn dịch chứ. Vâng. Thế tuần sau bán rồi lấy đâu miễn dịch nữa, nó khỏi nào được. Thế là xong bắt đầu mấy ông không khỏi lại quay lại tiêm, thế là có phải đi vòng không? Từ nay thì bây giờ từ nay thì theo thuốc của công ty chú nhỉ. Các anh cứ làm tôi hiệu quả là tôi phải theo. Vâng. Bởi vì sao? Tôi nói là tôi cả cháu Hoa đây. Vâng. Tôi bảo là chỉ đưa đủ thuốc cho tôi trong điều trị đàn 2000 này. Đúng rồi. Chứ bây giờ anh đưa cho tôi 1 cân thuốc uống có bao hôm xong rồi bỏ thế là nó hơi nó lãng phí. Vừa lãng phí nhá. Đúng rồi. Ngay nó gà nó tôi chung là nó không uống đến có khi lại dần sau lại bệnh khác. Mà mình có thuốc trong chuồng mình hay vã nhiều. Nếu mà không phải nếu mà như cái men hoặc cái khác ấy thì đưa nhiều thoải mái. Vâng. Hoặc là cái giải đồ gan trước thì anh đưa thoải mái. Vâng. Đưa cả can 5 lít, 10 lít đưa hết đủ. Kháng sinh thì dùng vừa phải thôi. Kháng sinh anh đưa vừa đủ. Cho tôi cho gà nó uống vừa đủ. Khi mà chú dùng cái chăn theo cái quy trình sinh học của công ty này ấy, thì sẽ luôn gà sẽ đề kháng tốt, ít bệnh. Đưa cho tôi đi nhiều quá đâu mà cuối cùng một đống thuốc coi tôi uống cái mấy trận gà sau chả hết thì thật là cái đấy thì nó hơi lãng phí. Vâng. Vừa thứ nhất nhá, cái tăng cái chi phí của đấy là cái không hiệu quả thì là tôi chán các anh luôn, đúng không? Đúng rồi. Các anh mà nó vừa đủ thuốc cho gà khỏi bệnh mà nó giảm cái chi phí tôi thì là tất nhiên là tôi sẽ ấy. Vâng. Với hai nó kết hợp chăm sóc, kết hợp cả cám, không phải đổ nguyên thuốc được. Đúng rồi, vâng. Đấy. Nó chăn nuôi một đàn gà thành công nó nhiều yếu tố. Thuốc nó chỉ là một trong những cái khâu điều trị thôi. Giúp cho chú thành công thôi. Vâng. Nhưng mà chỉ cần mình hỏng một khâu là cũng không ổn. Ví dụ như anh nó ướt súng rồi. Chăm sóc. Cái chuồng ấy mà nó ướt súng rồi đấy, coi uống thuốc xong nó uống thuốc xong có khi vẫn nổ hen. chuồng vào mùi amoniac nồng nặc lên, xong chữa hen xong lại vẫn đấy, không khỏi được, vẫn không hề khỏi được. Vâng. Thì kết hợp cả có khi anh này phải bỏ cái chấu đi hoặc cái chuồng nhà chú này nó sẽ được một cái lợi là khi mà nếu mà mưa dòng một tuần rồi đấy, mưa dòng tuần rồi là gà vẫn ở trong, vẫn ăn uống, vẫn sân chơi được. Nhưng một số nơi cháu đi tham quan ấy là họ chỉ có cái chỗ nhốt cho gà buổi ngủ buổi tối thôi. Tức là nếu mà 7 ngày mưa liên tục là không có chỗ nhốt, gà bắt buộc là phải ở ngoài mưa. Vừa tháng rồi. Thế thì tháng gà bệnh nhiều lắm. Mưa như thế. Vâng. Đấy. Mà chỉ tốn chấu thôi. Tốn chấu thôi. Tốn chấu, tốn rác chuồng. Tốn men rác chuồng. Men rác chuồng. Vâng. Đây là cái bên công ty Hà Thành thì là muốn luôn là muốn tư vấn cho bà con ứng dụng cái quy trình sinh học ấy, chăn nuôi sinh học để làm sao mà gà nó luôn đề kháng khỏe thì gà nó ít bệnh. Ít bệnh thì bà con dùng hết ít tiền thuốc. Đấy mà khi mà các chú mà dùng mà chăn nuôi hiệu quả thì các chú sẽ giới thiệu nhiều trang trại khác cho công ty. Đấy là mục tiêu. Đó, mình có thể mình giúp bà con thành công ở cái đàn gà mà dùng hết ít tiền thuốc, nhưng mình sẽ nhân rộng được nhiều mô hình chú ạ. Đấy là mục tiêu của công ty. Chứ không phải là mình muốn bán nhiều thuốc cho một nhà. Nếu bán nhiều thuốc cho một nhà chú không thành công thì chúng ai chú bỏ thì lại không bán cho chú nữa. Đó. Bên công ty cháu là sản xuất được thuốc chú ạ. Nên là kháng sinh nhiều lắm. Bán kháng sinh được thì bán kháng sinh cho chú được nhiều tiền hơn đấy. Nhưng mà cái đem lại cái thành công của chú này nó lại không cao. Đắt quá là tôi bỏ. Đấy, nên là làm sao là chúng ta phải song hành. Cái gì thế? Cái rõ ràng bởi vì bây giờ chi phí con gà cái đàn kia. Như mùa hen như thế mà tôi chưa hết khoảng 6 đến 7 triệu. Vâng. 1.000 đấy đến bây giờ đấy. Vâng. Đấy có cả cháu vào. Vâng. Đến bây giờ đấy, đến lúc vâng. bây giờ nó cộng có 11 triệu. Vâng. 11, 12 triệu đấy không nó cháu biết này. Vâng. 10.500 mà đến bây giờ mà qua giai đoạn hen như thế mà rét như thế mà có người chỉ 11, 12 triệu. Vâng. Nếu mà ở xung quanh đây mà khách hàng mà muốn tham quan học hỏi nhà chú có tạo điều kiện không? Khách hàng của anh Tài mà muốn tham quan thì trả thì trên Tuyết Loan như này cũng vâng. cũng xuống đấy gì. Dạ vâng. Kính thưa quý vị là đây là chú Khoát, một trang trại rất là điển hình ở khu vực Đan Hùng, Phú Thọ. Nếu mà có bác anh chị mà muốn có tham quan cái mô hình của chú hiện nay đang chăn nuôi gà thả vườn với quy mô là 7.500 con thì quý vị có thể đến với anh Tài nhỉ. Anh Tài có thể nhờ anh Tài dẫn dắt anh Tài Phương dẫn dắt giúp giới thiệu đến nhà chú Khoát để có thể tham quan cái mô hình từ con giống cám thuốc đang sử dụng tại đại lý Tài Phương, một đại lý phân phối của công ty Hà Thành. Đó, và chú Khoát là một trong những khách hàng điển hình đang sử dụng cám thuốc của đại lý. Xin cảm ơn chú Khoát đã dành thời gian cho công ty của đại lý ngày hôm nay chú nhé. Thì mình về uống nước chú đi. Đi về nhà.